Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề là mua bán quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đang được thế chấp tại ngân hàng. Với chủ đề này thì khác với chủ đề là mua quyền sử dụng đất và nhà thông qua ngân hàng, nó phải khác. Ở đây chủ đề này tại sao ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người thì trên thị trường hiện tại bây giờ và trên thực tế và kể cả các văn phòng luật sư và nhất ở văn phòng của tôi tiếp nhận rất nhiều đối với những cái hồ sơ tranh chấp mà người mua bán là quyền sử dụng đất và nhà là tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất và nhà đang được thế chấp tại ngân hàng thì người mua là cái người nhận chuyển nhượng chỉ được cái lời là đã được ngân hàng kiểm tra, gọi là test đấy, kiểm tra đối với tính pháp lý của sản phẩm này, quyền sử dụng đất và nhà, là xem thử có bị quy hoạch hay không, có bị tranh chấp hay không. Thì đối với người mua sản phẩm này chỉ duy nhất là đạt được một cái lợi ích như vậy. Còn ngoài ra thì trong trường hợp này người mua là phải chịu nhiều cái rủi ro nếu mình không nắm rõ quy định của pháp luật và những bước để thực hiện đảm bảo an toàn cho giao dịch của mình. Đối với phần rủi ro thì theo kinh nghiệm nghề nghiệp và theo quy định của pháp luật thì tôi xin chia sẻ với mọi người để mọi người được rõ. Đối với tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng là quyền sử dụng đất và nhà thì theo quy định của pháp luật căn cứ tại điều 321 của Bộ luật dân sự quy định về quyền của người có tài sản thế chấp tại ngân hàng là được quyền mua bán tặng cho thế chấp, trao đổi. Đối với quyền sử dụng đất và nhà, trường hợp mình đang thế chấp tại ngân hàng khi có sự đồng ý của ngân hàng. Như vậy căn cứ vào điều luật này thì người thế chấp muốn chuyển nhượng đất và nhà của mình thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của ngân hàng. Nếu trong trường hợp các bên giao dịch mà không có sự đồng ý của ngân hàng thì coi như trong trường hợp phát sinh tranh chấp, ngân hàng có ý kiến trong hợp đồng này thì coi như hợp đồng này có thể bị vô hiệu theo quy định của pháp luật. Đó là một trong những rủi ro rất cao nếu trong trường hợp mà khi mọi người mua bán đất nhà thông qua ngân hàng, nghĩa là khi mua bán đất nhà mà đang được thế chấp tại ngân hàng. Đó là rủi ro thứ nhất. Rủi ro thứ hai, trên thực tế thì tôi cũng gặp rất nhiều. Tôi đặt giả sử trong trường hợp người thế chấp có nhu cầu bán nhà đất đang được thế chấp thì đa số là họ khi vay ngân hàng không có khả năng để tất toán hoặc trả lại hoặc vốn cho ngân hàng mà cần có nhu cầu phải bán gốc để thanh toán tiền cho ngân hàng và lấy tài sản của mình ra. Thì trong trường hợp này có thể người này đã lâm vào nợ nần hoặc người này là không có, người là mất khả năng chi trả thì có thể đang nằm vào những cái tình thế là không chỉ nợ ở ngân hàng mà có thể là nợ ở ngoài nữa hoặc nợ ở những nơi khác. Thì cái vấn đề này rất là nguy hiểm trong trường hợp nếu người mua và người bán từ thực hiện với nhau và hai bên có thống nhất là người bán là và người mua và giao một cái số tiền để người bán ra thực hiện là chuộc cái sổ từ ngân hàng ra mà bên bán không phối hợp cùng đi thì có thể xảy ra các trường hợp là người bán không sử dụng số tiền đặt cọc của cái người mua để thực hiện cái việc chuyển ra ngân hàng để coi như là trả tiền ngân hàng để thực hiện cái việc mà giải chấp lấy cái sổ ra mà thực hiện
cầm cái số tiền đó để làm một cái việc khác hoặc trả nợ ở một cái nơi khác. Và như vậy trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì cái người mua là cái người rất thiệt thòi đấy. Hoặc có những trường hợp khi mình tìm hiểu trước kỹ đối với hồ sơ vay vốn ở ngân hàng của cái người bán, có thể hồ sơ này đã ở cấp độ là nợ ngân hàng khó trả, là ở cấp độ có thể cấp độ 4, 5, thì như vậy cấp độ này là ngân hàng có thể đã khởi kiện ra tòa án để yêu cầu người này trả cái số tiền cho ngân hàng. Thì trong trường hợp này cũng có thể là rất rắc rối khi thực hiện cái hợp đồng chuyển nhượng mua bán đối với tài sản này. Hoặc trường hợp người vay có một cái khoản nợ nào khác mà đang tài sản này đang bị kê biên để thực hiện thi hành án mà mình không biết, thì trường hợp này cũng có thể rất là rắc rối khi mình thực hiện cái việc đặt cọc để mua tài sản ở ngân hàng. Và có nhiều cái rủi ro khác nữa. Thì đối với cái trường hợp này, chúng ta có thể không phải là hoàn toàn mình không mua những cái tài sản này. Bởi lý do mua những tài sản này thì đa số là những cái người mà họ cần bán, họ đang có một cái nhu cầu cần bán hoặc là nợ khó trả, thì thường thường là mình có một cái giá hợp lý hơn thị trường. Như vậy trong trường hợp này, những bước để có thể thực hiện an toàn một cái giao dịch mà mình mua bán tài sản đất nhà đang được thế chấp tại ngân hàng, thì ở đây tôi có thể trao đổi với mọi người để mọi người có những kinh nghiệm. Thứ nhất, mọi người nên yêu cầu người bán đưa ra để chứng minh là tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng thì các cái văn bản. Thứ nhất là hợp đồng vay vốn. Thứ hai là hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất nhà. Như vậy theo một cái hợp đồng hồ sơ vay vốn thì nó có hai cái hợp đồng như vậy. Khi mình có được cái hợp đồng này thì mình kiểm tra xem thử tài sản này được thế chấp tại ngân hàng nào và vay cái số tiền được bao nhiêu, và số tiền đó đã trả được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Trong quá trình đó mình có thể cầm hồ sơ này tới ngân hàng mà nơi người bán thế chấp cái quyền sử dụng đất, quyền sở nhà này, để mình biết được là có cầm cố thế chấp ở ngân hàng này hay không. Và trong quá trình thực hiện được ngân hàng tư vấn thì xem thử cái pháp lý của cái đất này nó có ổn hay không. Đấy, mình cũng nên tránh có những trường hợp nhân viên ngân hàng muốn thu hồi nợ phối hợp với người bán là coi như là thực hiện cái việc bán và không đảm bảo cái tính pháp lý cho cái người mua. Và sau khi mình đã bỏ một cái số tiền vào ngân hàng, nhưng trong cái nội tình của ngân hàng đó có thể người này đang nợ một khoản tiền khá nữa, thì như vậy mình cũng gặp những cái rủi ro rất là cao. Cho nên trong trường hợp sau khi được tư vấn và được biết được hồ sơ đang thế chấp tại ngân hàng như vậy, thì cần thiết phải nhờ ngân hàng có văn bản là đồng ý chấp nhận cho cái người thế chấp này bán tài sản này. Thì khi đó là có thể các bên thực hiện bằng một cái văn bản ba bên, đã một cái hợp đồng đặt cọc được sự đồng ý của ngân hàng tại văn phòng công chứng thì an toàn hơn. Và sau khi thực hiện cái việc hợp đồng đặt cọc ở công chứng, thì có thể mình từ thỏa thuận với người bán là mình cùng với người bán cầm số tiền đặt cọc đó tương đương với cái số tiền người đi vay bao nhiêu ở ngân hàng, thì mình có thể bỏ cái số tiền đó ra nếu trong trường hợp người bán không có để chuộc cái sổ từ ngân hàng ra, thì mình có thể phải cùng với cái người đó cầm số tiền đó lên ngân hàng để giải chấp cái sổ ra. Sau khi giải chấp sổ ở ngân hàng ra thì mình phải là cái người cầm toàn bộ hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà để đi xóa thế chấp tại phòng tài nguyên và môi trường nơi có đăng ký thế chấp. Sau khi xóa thế chấp xong thì chúng ta có thể thực hiện việc là đi xác nhận tình trạng bất động sản và ra tới văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng. Và sau khi các bên thực hiện hợp đồng chuyển nhượng xong thì chúng ta có thể thực hiện cái việc tới phòng tài nguyên và môi trường để đăng bộ sang tên
sớm nhất có thể, nhanh nhất có thể. Và trong trường hợp này thì các bạn nên có những cái văn bản thỏa thuận cùng với cái người mua bán là tại thời điểm mình bỏ tiền vào ngân hàng và đi công chứng trong khoảng một thời gian bao nhiêu, trách nhiệm của người nào là phải thực hiện cái thủ tục nào, và sau đó mình phải có một cái văn bản yêu cầu giao tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà khi thực hiện xong đối với giao dịch chuyển nhượng và được đăng bộ sang tên. Thì như vậy có thể mình đảm bảo cái an toàn tính pháp lý của mình trong quá trình giao dịch tài sản là quyền sử dụng đất và nhà khi được thế chấp tại ngân hàng. Thì qua đây thì tôi cũng chia sẻ với mọi người một số ý kiến, một số kiến thức như vậy để mong mọi người có thể thực hiện được một cái giao dịch thông qua ngân hàng, giao dịch là tài sản đang thế chấp tại ngân hàng an toàn, đảm bảo quyền với lý hợp pháp cho mình. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này và mong mọi người hãy đăng ký kênh Mai Tiến Luật của tôi để kịp thời biết được những kiến thức mà tôi xây dựng trong những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.